Rồi hello anh em buổi chiều nha. Shop em mới vừa bán được em xe dây à. Xe bên mình còn quá trời luôn. Dây này mình bán có 130 ha. Mới vừa bán xong cho cô chú ha. Ở Sài Gòn xuống ha. Thì bây giờ mình chạy mấy xe này vô. Sáng giờ mua được mấy em xe ha. Xe này mình mới vừa bán nè. Bán 100 mấy cho ha. Giá nó rẻ. Bên mình thì còn nhiều xe lắm. Anh em nào có nhu cầu mua bán thì cứ nhắc máy cho alo Thịnh ha. Bên Thịnh còn rất nhiều dòng xe. Cảm ơn anh em ủng hộ Thịnh nha. À, chúc bà con nhiều sức khỏe nè.